nằm mũi chân, giữ nhịp hít thở đều, hít yếm hơi bật qua. Ok. Rồi, các bạn tập trung. Đạp nhẹ nhàng, bước lùi về, hít vào, thở ra. Các bạn sẽ không quăng nhẹ tay như thế này, cũng không quăng quá tay lên phía trước, mà hãy lấy đà, quăng nhẹ nhàng xuống như thế này. Bước lùi về. Đó. Bước lùi về, xuống hít vào, lên thở ra. Bước lùi về, xuống hít vào, lên thở ra. Bước lùi về, xuống hít vào, lên thở ra. Đáp bằng mũi chân, đáp bằng mũi chân, giữ nhịp hít thở đều, hít yếm hơi bật qua. Ok. Rồi, các bạn tập trung. Đạp nhẹ nhàng, bước lùi về, hít vào, thở ra. Các bạn sẽ không quăng nhẹ tay như thế này, cũng không quăng quá tay lên phía trước, mà hãy lấy đà, quăng nhẹ nhàng xuống như thế này. Bước lùi về. Đó. Bước lùi về, xuống hít vào, lên thở ra. Bước lùi về, xuống hít vào, lên thở ra. Bước lùi về, xuống hít vào, lên thở ra. Nhún xuống nhẹ, rồi xoay người đổi. Rồi, tốt nhất là chúng ta nên tập theo một cái đường thẳng, thì chúng ta sẽ có đà, chúng ta nhảy, chúng ta không bị dắt như thế này. 1, 2, 3, chúng ta quay lại. 1, 2, 3. Rồi, chúng ta đổi chân. Rồi, 1. Thở đều nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, tập khoảng tầm 20-30 cái hay 40-50 cái, tùy theo sức tập của bạn cũng như là mục tiêu bài tập của bạn. Lưu ý, lên xuống không nhậm cái chân mạnh mạnh như thế này, mà đáp nhẹ nhàng bằng cái mũi chân nha. Rồi, tay của bạn khép vừa lại, khép cái bàn tay, khép bàn tay nhẹ vừa lại nha. Nhúng xuống nhẹ, rồi xoay người đổi. Rồi, tốt nhất là chúng ta nên tập theo một cái đường thẳng, thì chúng ta sẽ có đà, chúng ta nhảy, chúng ta không bị dắt như thế này. 1, 2, 3, chúng ta quay lại. 1, 2, 3. Rồi, chúng ta đổi chân. Rồi, 1. Ở đều nha. 1, 2, 3, 4. Rồi, tập khoảng tầm 20-30 cái hay 40-50 cái, tùy theo sức tập của bạn cũng như là mục tiêu bài tập của bạn. Lưu ý, lên xuống không nhậm cái chân mạnh mạnh như thế này, mà đáp nhẹ nhàng bằng cái mũi chân nha. Rồi, tay của bạn khép vừa lại, khép cái bàn tay, khép bàn tay nhẹ vừa lại nha. Như thế này, giữ hô hấp đều, hít thở đều. Đếm đủ số lần đều cho mỗi bên chân nha. Giữ lưng thẳng, hơi ngã người nhẹ xong một chút như thế này. Giữ hô hấp đều, hít thở đều. Đếm đủ số lần đều cho mỗi bên chân nha. Giữ lưng thẳng, hơi ngã người nhẹ xong một chút.